Giới thiệu với các bác đây là thịt dê nhá. Dê quay. Lần đầu tiên trên kênh em có món dê quay nhá các bác nhá. Đấy. Ừ, tí là thịt nó được như... nó ngấm, ngấm nhiều. Đây nhá, các bác nha. Đây là cái để B. Đây là cái đây thôi. Đây là quay sát các bác này. À, bây giờ con dê là cắt cắt trên trên bếp như thế này không chơi chặt ra đúng không? Đúng rồi. À, nóng. Ở đây anh lại quay cho xem lại một con nữa. Một con nữa. À thật thật à? Thế em chờ luôn. Được rồi, rồi rồi rồi. Ok. Rồi rồi, được. Hôm nay để nóng. 7 giờ quay nó 9 giờ nó mới ấy mà kia chín giờ nó đấy. Thấu là kém rồi, còn gì nữa. Đấy, cực kỳ ngon này các bác này, dê đấy. Dê quay Lạng Sơn nhá các bác nhá, cả nguyên con. Em vào thì đã được cắt được một nửa rồi. Tiếc quá nhỉ, đâu. Đấy, lát nữa có người thì lại em lại quay tiếp. Khách hàng đang chờ để mua đây này, đấy. Chào bà con nhá. Đây, đây là hai vợ chồng chủ quay dê và quay chó. Anh em học mà muốn quay dê, quay chó thì liên hệ ngay nhá. À, do để trên kia thì nó hơi tối, bây giờ là cho lên thớt này để cho nó rõ. Đang tháo cái sắt ra nha không nha. Tháo đòn để rút cái đòn ra. Rút đòn đây này. Đấy. Quá đẹp. Quá tuyệt vời nhé các bác, chuẩn bị chặt. Đó, chặt đấy. Ui xin. Quá nóng, vẫn nóng hổi nha các bác. Ví dụ, thớ thịt nó quá tuyệt vời. Để thớ ba chỉ nha các bác nha. Ba chỉ. Ví dụ. Quá ngon. À đây đây à, cắt quả quả này gọi là đạn. Cà đấy các bác ạ, quả cà đấy. Đấy cà này, đấy. Ui giời ơi, hai quả đạn này hơi bị ác đấy. Đấy, đạn dược ấy. Chuẩn bị, chè. Đấy cái mâm ấy Chiến ơi. Đúng rồi, phải đặt lên đây nha các bác nha. Trời, ngoài trời rất là tối rồi này. Tối rồi các bác ạ. Đấy. Dê, ăn dê là ngon đây. Mâm. Thớ thịt quá. Khách hàng đang chờ để mua đây này, đấy. Chào bà con nhá. Đây, đây là hai vợ chồng chủ quay dê và quay chó. Anh em học mà muốn quay dê, quay chó thì liên hệ ngay nhá.